Hello, nhìn các bạn đã thấy rồi, mình sẽ mở hộp chiếc Samsung Galaxy S7 bản sách tay đến từ Hàn Quốc. Cái gì đây? Bọc ra. Yes. Ok, về cấu hình thì chắc chắn là nhiều bạn đã biết rồi, tuy nhiên thì mình vẫn chưa biết. Nhưng mà không sao, mình có cơ hội hơn rất là nhiều bạn, mình có thể dùng thử trải nghiệm chiếc Galaxy S7 này. Sắp tới thì mình có dự định là sẽ mời các bạn khán giả có thể đến trải nghiệm các sản phẩm để cùng review với mình. Nếu các bạn quan tâm thì các bạn có thể bình luận xuống phía dưới để mình biết là độ khả thi nó đến đâu. Quay trở lại với chiếc Samsung Galaxy S7, đây là bản White Pearl, bản màu vàng, màu trắng. Ở đây thì còn nguyên siêu luôn, siêu này đã bóc ra rồi. Và đây là cấu hình của chiếc Samsung Galaxy S7. Ta có CPU 64 bit, 4GB RAM, Quad HD Super OLED, màn hình 4K luôn. Bóc cái này ra. Ta-da. Ok, chào mừng đến với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Máy đâu nhỉ? Ok, lạ. Và đây là chiếc Samsung Galaxy S7 của chúng ta. Bỏ qua một bên đã. Bên trong hộp thì ở phiên bản Samsung Galaxy S7 của Hàn Xẹp, chúng ta có sách hướng dẫn sử dụng que chọc SIM trong cái hộp này. Đầu cắm USB connector cắm vào phần phía dưới này và cắm USB vào đây. Một cáp kết nối micro USB, một cục sạc nhanh và một tai nghe. Quay trở lại với chiếc Samsung Galaxy S7 thì đầu tiên khi cầm trên tay đó chính là phần phía trước này không có logo của Samsung như thường lệ. Samsung từ trước đến nay thì đều để cái logo ở phần dưới cái giải loa đầu tiên này, ở phía trước này. Tuy nhiên thì ở phiên bản Samsung Galaxy S7 của Hàn Xẻng thì lại không để. Dù sao thì việc không để logo này cũng làm cho máy trở nên thoáng hơn, nhìn có vẻ mượt mà hơn. Giá mà Samsung làm cho giải loa thấp xuống phía dưới một chút thì người xem có thể sẽ không nhận ra được đây là vị trí của logo Samsung. Làm cái giải loa và hai cảm biến này thấp xuống một chút này. Nhiều bạn mở ra không thấy logo còn tưởng là máy tàu. Ở các năm trước, ở các đời trước, ví dụ như là Samsung Galaxy S6 sẽ có một cái logo của nhà mạng ở phần này, và logo Samsung thì thường sẽ để dưới này. Tuy nhiên thì ở đến năm nay, Samsung Galaxy S7 mặt sau chỉ có logo của Samsung và hết, không có logo nhà mạng. Về tổng thể thì thiết kế của Galaxy S7 vẫn na ná giống với lại Galaxy S6. Tuy nhiên thì phần viền đã được cải tiến mỏng hơn rất nhiều. Và phần viền này cộng với mặt lưng thì nó giống với kiểu phần viền và mặt lưng của Samsung Galaxy Note 5. Sẽ là mặt lưng ôm cong để ôm sát tay. Dĩ nhiên một điểm cải tiến không thể không nhắc đến đó là phần camera. Camera thì đã được làm bớt lồi hơn rất là nhiều. Nhưng mà khi bớt lồi thế này thì cảm giác đặt xuống bàn có vẻ hơi ghê. Chỉ sợ xước camera thôi. Ngoại hình thì chỉ thay đổi có vậy. Ngoài ra thì về tổng thể ngoại hình vẫn y như là phiên bản S6 trước. Ta vẫn có cổng kết nối mặt dưới là y hệt này. Cổng kết nối micro USB, loa này, mic đàm thoại và phần jack cắm tai nghe ở phía dưới. Phía trên thì chúng ta đã bỏ đi cái cổng hồng ngoại. Bên này là cảm biến đo nhịp tim và đèn flash. Sâu ở bên trong thì máy vẫn dạy giao diện đã được làm mới với các icon được bo tròn rất là mềm mại. Giao diện dễ nhìn hơn rất là nhiều so với các sản phẩm từ nhiệm. Máy đang chạy phiên bản Android 6.0.1. Ở phiên bản mới này thì chúng ta vẫn chơi kiểu Flappy Bird. Chưa có game mới. Nhìn chung về phần cấu hình thì các bạn sẽ không cần phải lo lắng về phần cấu hình. Các bạn hoàn toàn có thể yên tâm trải nghiệm chơi game hay là làm tất cả tác vụ nặng. Đồ họa của game thì được thể hiện ở mức tối đa ngay từ cái xe đầu tiên mà các bạn chọn. Thì hiệu ứng làm mờ rất là rõ ràng khi mà các bạn tăng tốc. Kiểm tra một chút về phần cấu hình thì các bạn có thể thấy là máy đang chạy ở mức lại quảng cáo. Máy đang chạy ở mức max setting rồi, 2 rồi. Cảm giác sử dụng mùa hè thì có vẻ là hơi nóng. Thật ra là mùa hè thì máy nào cũng nóng, nhất là các máy mà các bạn sử dụng 3G hay là chơi game online cái thứ thì máy nào cũng nóng như nhau. Galaxy S7 thì được trang bị khả năng chống nước, chống bụi IP67. Khi mà mua xong thì các bạn có thể thử. Mình thì mình không thử vì biết đâu đấy. Màn hình của Samsung Galaxy S7 thì là màn hình 4K rồi.
Quad HD Super AMOLED vẫn những đặc điểm xưa cũ của màn hình AMOLED, ví dụ như là rực màn hay là màu rực rỡ, màu nịnh mắt quá. Tuy nhiên thì ở phiên bản Samsung Galaxy S7 thì các bạn có thể tùy chỉnh được các cái thông số màn hình này sao cho nó vừa mắt nhất có thể. Đây các bạn có thể thấy là mình có thể vào và thay đổi các chế độ màn hình, ví dụ như là chuyển sang chế độ màn hình ảnh AMOLED cơ bản tối ưu hiển thị. Nếu các bạn không am hiểu lắm về màu sắc hay là không có nhu cầu quá cao phần hình ảnh ở trên Galaxy S7 thì các bạn hãy để tối ưu hiển thị, lúc nào cũng có cảm giác thoải mái nhất. Camera của Samsung Galaxy S7 là camera 12MP ở phía sau và 5MP ở phía trước. Camera 12MP ở phía sau là có cái số chấm thấp hơn so với Galaxy S6, ở S6 là 16MP. Theo như Samsung công bố thì cảm biến của camera được làm với kích thước lớn hơn. Điều này thì sẽ giúp các bạn có được cái những bức ảnh tốt ở trong điều kiện thiếu sáng, vì cảm biến lớn thì sẽ có khả năng bắt được sáng tốt hơn, thu nhận được nhiều ánh sáng hơn. Camera trước 5MP góc siêu rộng như thường lệ. Chúng ta có rất nhiều chế độ tùy chỉnh ở phía trên này, có cả HDR cùng với đó là chế độ các cái hiệu ứng nữa này, rất là nhiều cái này dùng để chụp tin này, xóa mụn này, khép mờ 4 góc này, rất là nhiều chế độ camera mà các bạn có thể khám phá. Và chúng ta có thêm cả chế độ chuyên nghiệp nữa. Sau khi mà mở chế độ chuyên nghiệp này thì các bạn có thể tùy chỉnh hầu hết, ngay cả việc khép khẩu hay là cân bằng trắng đều được chỉnh sửa trên chiếc Samsung Galaxy S7 này, rất là ok. Yeah, đó là những trải nghiệm ban đầu của mình về chiếc Samsung Galaxy S7 vừa mới có hàng tại Di Động Mango. Thì nếu các bạn quan tâm thì giá của nó sẽ là khoảng 11 triệu đồng. Ở thời điểm hiện tại thì các bạn có thể truy cập vào didongmango.com và tham khảo giá trong đó. Thì các bạn có thể bình luận xuống phía bên dưới xem có nên mua chiếc Galaxy S7 này không. Vậy thôi, nếu các bạn có bất kỳ quan tâm, thắc mắc nào về Samsung Galaxy S7 thì các bạn có thể bình luận xuống phía bên dưới, mình sẽ giải đáp. Hoặc là mình sẽ làm một video để các bạn có thể hiểu rõ hơn về chiếc S7 này trước khi quyết định chọn mua nó hoặc là không. Đừng quên đăng ký theo dõi Mango TV và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bye!